hết các bạn vào đi, có thể các bạn u là trời. Không phải phải các bạn không mình mới được ấy. Đây đây. Đây là mỹ nhân của xóm 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 gì? Xóm ngập nước hả? Hay là xóm ngập nước? Tao YouTuber làm việc không có kịch bản trước vậy. U trời. YouTuber mới nổi. Ngồi đây có khi nào nước lên trời. Chuyển cửa này. Ôi trời ơi. Vành. Vành. Bờ mới nổi. Anh em thông cảm. Em thông cảm nha. Món này dưới bên này xóm nhà lá cho nên anh cũng thấy cũng được ấy. Nhưng mà chưa kịp ăn đã hết rồi. Chờ hai người là xin chờ. Tao lên tách được chưa? Tách được chưa? Cẩn thận chứ sập sàn chứ khó. Ủa giờ có cái gắn thẻ rồi nè mày. Ủa hai đứa nữa. Chiến nhé. Quất đâu? Cho quất vào đi. Đem sợ quá. Thêm một nguồn tin bờ cờ cho hay anh Chiến lúc nãy đi trên đường. Lấy gì anh? Là tên của anh ấy. Con của anh ấy. Bờ cờ. Nguồn tin cho hay thì trên đường đi anh Chiến anh bảo là ôi sợ quá. Đến một con đoạn đường vắng kinh. Chiến với hai người bạn hả? Làm chiến đấu quá kỳ anh. Đói quá mình chưa kịp ăn thịt tụi nó. Thực ra thì mục đích qua đây để làm hay để quay cái gọi là cái game show của để lên sơ hai youtuber gì lên sơ chị youtuber số bờ sông này. Mọi người subscribe cho chị nha, chị đang ăn dữ quá giỏi quá. Nói chung là chiều là hình như cũng là sợ ngập nước cho nên bây giờ mê đi một tiếng đồng hồ mới tới đây. Nhưng mà mình chưa ăn kịp ăn là chị ăn đã hết rồi. Mặc dù mặc dù đây là chị mời nè. Chị mời tắt hình em không có hình em trong đây. Ủa, còn đây là ai? Có hình đó mà. Là có giữ chưa? Là có giữ chưa? Còn đây là ai? Đây là ai? Đây là Nhi Nhi Channel. Em mới là Nhi Yến Nhi. Trời ơi. Channel. Chào con này Yến Channel nha. Mà nhầm rồi, đi gọi nhầm tên. Yến nha. Rồi, xin lỗi. Anh sẽ chuyển fan anh qua bên em. Okay, anh sẽ kéo fan cho em để mà ha, tức là mình tính là số luôn nha. Nha. Yeah. Em có nhiều hơn fan anh em mình đó anh. Gọi là gì? Yến Channel à? Dạ không anh. Em là gì? Em là gì? Em là IN. IN thôi. Anh tưởng Yến Tinder chứ. Trời ơi, không biết Tinder là gì mọi người ơi. Không biết Tinder. Chỉ có là anh qua trên Tinder thôi. U trời. Đây là clip gọi là gì? Ở nhà còn cơm đi vậy. Đây là lần đầu tiên YouTuber bờ cờ kết nối với hai YouTuber nổi tiếng bờ sông. Đây là bờ cờ. Đây là Nhi Nhi bờ sông. Đây là Yến Channel. Channel. Em nhớ cái Channel mà Channel IN. Nhớ em, anh nhớ em hai ba con vậy hả? Tinder hả? Tinder. IN. Rồi, nhớ IN nha. IN nè. Tinder, bờ sông Tinder, nó mà đứa hèn dữ anh. Còn anh là ai? Anh ấy ai? Dùng cái tấm ảnh gì mà. Mà anh ấy đi trên đường ấy. Bản số thì rớt ra, sắp rớt ra. Về lấy dây chuối buộc lại nha. Cái này là điều này là chứng tỏ là đi đường dữ giỏi lắm nè. Đi toàn là đông hém rồi chui bụi rồi ra. Đây là bắt đầu rồi. Cái này anh ơi. Thôi lấy bẩn số xe của Chí nè. Mà nó rớt lắm, mà nó rung lắm hả? Tao đi. Anh kiểu hổ không để hả? Tao đi đi xe kiểu gì mà bảng số nó mẹ xéo với cái gương quay vô trong. Tao đi phía sau mà tao nhìn bảng số một chiếc mà tao nó cười, tao cười bò. Để cái gì nè, tưởng rớt rồi. Mà nó đi cái xe gà tàn tao mắc cười. Tao kêu là đưa tao đi chạy. Đưa tao mượn cái xe tao chạy. Giờ để giao cái phao qua đây mất cái bảng số rồi. Để chạy trước đấy rồi. Hay chứ. Chiến nhỉ. Chiến là gì ta? Kênh mới làm là gì? Cho khán giả biết rồi.
Mai Chiến. Cho khán giờ của YouTuber bờ cờ biết à. Mai Chiến. Phải phải cái tên thì phải ngầu. Ngầu á. Mai Chiến Jackie hả? Yến Nhi vô trong Ngọc Yến Tinder. Anh lấy gì? Không biết này khó. Ngọc Yến Tinder. Anh đang nhục luôn. Chứ mở chơi luôn. Chiến Chiến Taxi. Hả? Ê bây giờ nè anh em nè, Chiến Chiến là gì đây nào? Chiến Chiến là gì nè? Thôi. Khó quá. Khó à? Chuyển kênh. Chuyển kênh qua quốc lên. Ủa trời, mới nói mấy câu nhìn lại hết rồi mọi người ơi. Mình đi review đồ ăn mày giờ mình không xin lỗi anh em nha, bây giờ mình review đồ ăn mà. Mình review đồ ăn mà không thấy đồ ăn đó nữa. Bây giờ anh coi anh là mượn cỡ là một cái bo xong anh đi vô là bây giờ em review bên miền Baby Curry cho em nha. Đảm bảo lên xu hướng. Đảm bảo lên xu hướng. Mọi người nhớ like và subscribe Yến Inner. Tụ tập là hy vọng là buôn bán à. Có vẻ cái con này sắp cái con này biết cái lên nói hay không, chứ chuẩn bị sập rồi. Đậu xe đâu u là cái bán nó đẹp nha mọi người, nãy giờ ngồi mới thấy nè. Zoom ra trong người ta có ba cái rồi á. Tụ tập buôn bán và tụ tập xe đâu. Mình coi áo gây á. Đúng là dân bờ sông anh nói coi khác nha. Hay chuẩn, câu này được like tốt. Ai ai ủng hộ câu này của Nhi Nhi bờ sông. Comment nhiều vào nha. Comment nhiều vào nha. Ý coi áo ủng hộ. Coi áo đi xong rồi tôi cầm tung lên là thấy nhiều. Như chỉnh lại nó sáng rồi tối. Sao nãy nó mặc nó sáng rồi giờ vẫn tối. Nãy sao tự nhiên anh quay từ bên kia nghe anh rọi vô nghe cái. Cho nên anh lắc lại coi. Ô trời, lại quên một người rất là quan trọng đối với anh bờ cờ. Hiện tại là cộng sự đắc lực của anh bờ cờ. Anh này không biết như nào. Có thể anh tự. À giờ này em cũng giúp anh chỉnh ảnh mà. Từ từ em là Yến Yến bờ sông rồi, em cai quản bên này là nổi tiếng rồi. Bây giờ em mà giúp anh nữa thôi chứ. Chắc là Quốc nó thất nghiệp mất. Vâng, đây là Quốc. .. Mọi người điền giùm cái tên anh này cũng đẹp trai nè, vừa cao nè. Anh ấy cao 18 mấy đấy, mọi người ai đó. Ú là trời hôm nay cũng đẹp nhờ. Ê, mình hồi đó về bắt gặp tên Hồng nhưng mà gia đình ba mẹ không chịu, bây giờ đặt tên Trung Thi. Anh là đứng năm người nha, đang nói xấu người ta. Rồi con biết này em chị cái chị. Ê hai người ngồi đúng không? Thì đó là tên là Trần Ngọc Hồng, nhưng mà ý là cái nghệ danh mình đi diễn của chị là chị là Trần Trung Thi. À em tưởng đâu trên khai sinh là Trần Ngọc Hồng Thạch Trung Thi. Không đó chị, cái bạn mà mỗi trong 15 mình đi hát trong một con một á. Tên nghệ danh nữa hả? Ờ cái tên nghệ danh nữa. Nghệ danh rồi có nổi không? Nhìn giống đang tâm sự trong cái gì làm người lâu trong cái gọi là phim trường ấy, trong phim trường kiểu mà ngồi trời á, giống như tới phòng ban nhà bạn chuyên nghiệp là gì, chuyên nghiệp nhà là đứng đứng đầu á hả? Thì có hả? Mà cái câu lạc bộ đó là về gì anh? Em là cái câu lạc bộ là biểu diễn trong bên em á, em bên kinh tế chị đó. Hay quá. Bé này mới vô, bé này không biết gì hết á. Mọi người nhớ ủng hộ nha, cái view rất là đẹp nè. Ờ, kiểu kéo kìa chị. View rất là đẹp, cây xanh rồi các bạn. Nhớ subscribe kênh. Nhớ subscribe kênh. Ý là trong đó có mấy người chủ nhiệm. Vô vô, tao làm cái con nào. Vô 1, 2, 3, vô. Nhi bờ sông, đang muốn gì Nhi bờ sông? Em muốn chờ vô nha mọi người. Anh cho biết cảm nghĩ uống cái ly này. Ừ, cảm nghĩ uống như thế nào. Em cảm thấy tốt tiền quá. Em cảm thấy rẻ tiền quá hả? Em cảm thấy tốt tiền. Nhìn mặt ngay như rõ vậy. Em cảm thấy tốt tiền quá. Vâng, Nhi bờ sông. Nhi bờ sông cho biết cảm giác cái ly này gọi là cảm thấy túi tiền tốn tiền quá. Yến Yến Tinder. Yến Yến Tinder. Yến Yến Tinder uống gì nè? Uống trời ơi. Ngon quá gì, nhìn nè biết ngon quá rồi gì hả không?
đạo xuống dưới mọi người đi xuống dưới cho mình. Xuống dưới. Không biết chúng đám này luôn, đám thề luôn. Đẹp tiền như nhau, đẹp tốt như nhau. Một cái liều nó là mua được một chai siro với lại bỏ thêm ly nữa là mua được lon sữa đặc, làm được một chục ly này. Vậy là tiếc hả? Nói chung là đều tốn tiền như nhau nhưng mà ly này uống ok nhất mọi người ạ. À ngon nhỉ. Mấy ly dở. Chưa kịp thấy màu luôn mà xong còn cục đá không ạ? Không biết là này màu xanh hả? Nó kêu ly à, ngon cục đá. Nó bị đá tan nhanh các mọi người, yếu không? Mình chưa kịp uống nữa, nó tan hết rồi. Đẹp quá. Ly này cũng bị nè. Đó chưa? Ly mình nó. Đâu qua uống luôn ly chứ. Ly này nó bị lủng. Hai ly nó bị lủng. Ừ. Nên làm hai lòng hai ly hai thùng. Ly này phát hiện kịp thời nên là gắn lại, còn hai ly này bị lủng nên là chảy hết nước ra, chưa kịp uống. Rồi sao? Cổ uống gì đâu, cổ đâu. Nãy nó bị bay hơn hết trời. Cái nhóm này mà đi nhậu mà dở luôn, cầm bài ra chơi. Nó tới đánh bạc, đánh bạc chứ. Chiến chiến chơi xin ý kiến. Em lúc nãy em muốn gì nào? Cho khán giả biết nè. Để mình em muốn chè. Trước nhất là mình phải đi ăn tất niên đúng rồi. Từ nào, từ nào để anh review nào. Chúng nó nói nha. Rồi sao nào? Sao ý kiến nào? Nó chè dâu à? Lũng. Sao review bạn nào cũng hết vậy trời, ngon quá à. Là bay hơi hết trơn, anh không biết đâu. Cái này về đâu có uống gì đâu. Dạ là ngồi. Dạ là ngồi bên cạnh Yến Yến Inner là biết rồi. Nhìn cái ly 2 ly là biết rồi. Ly kia là rất là nhanh. Thôi nói nè, thôi nói là đang uống chè dâu mình nếu chè dâu các bạn, nhưng mà để em quay anh dám đăng cái clip này lên YouTube của anh hay không? Nhưng mà ngồi kế bên hai bạn bốc lửa quá nên là nó chảy nước ở đây. Quán em muốn gì quá? Uống chè dâu nè. Đâu? Để anh coi, rồi coi. Đấy. Anh em thông cảm này, mình rọi đèn vô giống như rọi đá quý vậy đó các bạn à. Chè dâu là màu phải là sao? Màu nâu hả? Đâu đỏ chứ. Chè dâu là đỏ. Ừ đỏ, sau này nó tái nâu nâu vậy ta. Hay anh hay là giống như ấy vậy ta. Mê hay giống mê vậy? Cái này có dâu mê nè. Chứ không là dâu kia là nó hồng hồng đúng không? Nó quậy lên nên là lúc uống hết cái siro rồi. Đúng mà, nó quậy mà. Đây là anh Quốc này, ít xuất hiện nhất trên clip burger của mình nè. Các bạn nhớ. Cái này là nhớ để ý mặt phía sau sân khấu. Bây giờ xuất hiện trên bay đó. Hôm nay anh cho clip đầu tay cũng là clip cho anh lên luôn. Không, bây giờ xuất hiện trên bay nhưng mà chúng nhưng mà giờ gì không biết. Nhưng mà gì không biết, không có anh là biết ai làm, không có ảnh rồi. Bữa nào anh chiến thử về quê, anh cũng thử về quê thôi. Các bạn cứ làm subscribe. Sao em nói sao? Bây giờ đây như lúc nãy vừa nói gì nè. Bữa nào gì? Bữa nào cho gì? Về quê. Về quê sao? Câu cá hả? Trẻ anh quá. Yến Nhi cái ăn Yến Nhi mơ miệng này là cứ xuống nước không mà trời. Cứ bờ sông rồi câu cá rồi bờ kè rồi không vậy trời. Rồi. Ấy da. Nhưng mà Yến Nhi là Vũng Tàu à nhỉ? Đúng rồi, Vũng Tàu. Nó trên núi rồi anh. Cái nhỏ này nhỏ dưới núi không? Giữa nhà là chúng bình thường chứ không có phải nó giả hay gì đó. Nhà bình thường thôi, kiểu ăn mặc thôi. Ai bảo gì đâu, trời ơi, người ta không quê ở đâu mà. Đều là đường cái anh biết chỗ thì dẫn đi chơi thôi. Bình thường quá hả? Bình thường quá, người cũ cáo mày đó. Đem về quê mình chơi mày. Hứa hẹn thì rất là... Nhà anh là ở con hậu ngoài quốc lộ không? Bao không bao ăn bao ở nhưng mà bao vui. Không bao ăn bao ở nhưng bao vui. Đúng không? Chiếu về nhà đi. Không bao ăn không bao ở mà vui. Ôi đi, để mình ra đó. Không bao ăn bao ở nhưng mà bao vui. Nhưng mà nhà anh ở ngoài quốc lộ hay là ở trong rừng sâu? Trong này. Má nhà người cũ từ quốc lộ chán phòng. Cách quận 1 quốc lộ cách. Cách nhà quốc lộ 1 như thế nào ta? Cách quốc lộ 1 mười mấy cây? 20 cho 25 cây. 25 cây, tránh quốc lộ. 25 cây. Ui trời, chạy cũng được nha. Ok. Sao vậy trời? Buồn rồi. Định xem phim giữa bầu trời này sao vậy trời? Định xem phim người đàn ông cô đơn giữa con kênh quận 7 hả? Đây là quận 2. Đây là quận 2 hả? Em cũng biết. Ui trời. Sống bờ sông gì lạ vậy? Kênh sống bờ sông gì vậy? Quận 2. Quận 2. Không, Thủ Đức hoặc là quận 2 thôi. Cái này làm sao mà lấy được? Thủ Đức hay là quận 2 thôi. Hình như Thủ Đức có đâu. Này các bạn. Đây mình mới có. Trời ơi, nhìn cũng lạ nha.
Trời ơi, ảnh vui ghê. Anh xấu hả? Anh xấu nhất hả? Ờ. Ê, nói thật các bạn nha, bây giờ nha. Cái gì xấu? Để quay đi. Nói thật các bạn nha, bây giờ các bạn đừng có gọi đèn làm kiểu mặt ảnh đẹp sao? Tắt đèn nhảy nó xấu xấu mà. Không, tắt đèn thấy gì đó. Bây giờ bây giờ mọi người mà rọi cái cam rọi cam này làm gì mà chụp hình rồi bờ gờ xấu thì mới chịu chứ còn đẹp đẹp là bờ gờ đi xóa cái ảnh này cắt luôn chứ không có thành nào. Cho nên ấy, bây giờ các bạn không ảnh nha, nói chung là cái gì xấu xấu thì các bạn hãy đón nhận, còn cái gì đẹp đẹp thì thôi bỏ qua. Đây 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 này này, này, này. Bật lên đây ly đó, ly đá mì, ly đá mì. Đây, ly đá mê nè các bạn. Đây là ly đá mê tại ly đá mê tại quận tại quận cam lộ quận quận hai bờ kè là sao ly đá mê nè, chú tan đá rồi thấy sao rồi vô giống như coi tan đá giống như trời sao rồi đeo cảm nhận quay là phải xấu nha. Quay xấu là làm mới quay, còn quay đẹp là không được quay, quay mặt anh xấu. Quay đây quay vậy. Mặt anh phải xấu xấu mà. Không được nói vậy. Anh đá mê này nó không giống như đá mê chỗ kia nhưng mà nó hơi giống đá mê này giống đá mê chỗ kia là giống mà nó cũng chua chua. Nó cũng chua chua mà nó cũng ngọt ngọt. Anh cảm nhận nó ngon không? Giống như đá mê mẹ làm. Giống đá mê mẹ làm. Đây là lần đầu tiên uống ở đây cho nên cũng biết ngon hay dở nhưng mà nói chung là cũng là chua chua ngon ngọt. Thang điểm thân, thang điểm trên 10 là cái bao nhiêu? 10 lên 10 trên 10 đi. Trời ơi. Chứ bây giờ mà 10 trên 10 là phải ngon tuyệt đối. Giờ đảm bảo 9 trên 10 là thôi, chút nữa thì được khỏi. Chút nữa Nhi burger em không cho gì à? Hả? Sao em lại không cho gì à? Nhi bờ xong không cho gì à? Xong burger. Nhi gạch bờ. Đây rồi. Đây rồi. Mẹ nè. Buồn từ content từ content ra tới đây vẫn còn nhớ mà. Sao làm thất vọng chị Trinh quá hả? Đây rồi. Làm thất vọng chị Trinh quá hả? Sao kiếm người không kịp mà giờ kiếm người, người ta cũng chả đi đâu, đi buổi tối với cả là đi đâu, người ta không chuẩn bị được. Người ta không có đi đâu, người ta đi làm đồ này nọ, người ta không đi đâu. Sao em nói vậy? Kiếm người cũng đi hả? Người ta không đi đâu à. Kêu ủa chứ mình đi ấy cho đâu gái đâu. Kiếm người mà chụp hơi bị khó luôn. Thì bây giờ mình gọi là mình cũng mình rủ các bạn gọi là đi chơi chứ đâu phải đi như mình vậy nè. Gì à? Người ta đi làm á anh. Đi làm xong kêu ủa chứ mà... đâu có tiền. Người ta đi mình, người ta ủa đi em rủ. Đồ này nọ người ta đâu có đi với mình đâu. Em xong rủ trong trường. Rủ trong trường ấy chứ sao nữa. Ý là người ta mấy đứa đó nó đi làm á anh. Đi làm luôn á? À các bạn giờ trễ giờ giỏi quá ha. Không giống như burger. Em cũng đi làm nè. Chu hóa ra các bạn cũng giỏi ghê á. Có mình là dở không à? Ngày xưa mình đi học thôi mình chả biết làm ăn gì đâu. Đâu. Bé đó đó đó. Ủa cha. Mới cái ly máy chạy bắt tuốt. Trời ơi sao. Giờ anh đi phòng mất từ người ở đây được chứ hay. Hello. Bây giờ nhớ gửi clip cho điện thoại vậy. Anh gửi nha. Đầu tiên bắt cái rốt luôn. Em gửi cho gửi cho quán quán nó up trên con anh. Có gì anh hỏi. Bực cơ. Anh phải gửi rốt qua cho anh chứ gửi cho lô nó bị vỡ nó nặng quá nó gửi qua không được á. Đâu đừng đâu cần gì. Gửi qua cho anh nó chuyện gì không? Đừng. Không cần không cần gì dựng. Rốt nữa. Từ từ mấy anh giờ trước nổi rồi gửi làm gì? Mấy mày thấy thôi mấy tao qua cái rốt nha. Xong gửi cho anh. Qua đi. Giữ chất lượng xong rồi mai đưa lên máy đi. Nói chung là mọi người ủng hộ clip đầu tay này để cho Burger có tiền mua điện thoại quay phục vụ subscribe cho mọi người ha. Còn đây là thực ra mình đang quay trên kênh của Nhi bờ sông. Nhớ các bạn nhớ đăng ký subscribe Nhi bờ sông. Bà gì Mỹ Lan gì đâu, bà gì mà 10 triệu gì. Trương Mỹ Lan hả? Bà là 1.000 tỷ gì đó các bạn. Ờ. Cái bà SCB á. Có trong đó thôi chứ không. Nhà. Nhi này. Rồi sắp rồi. 50 dưới 50 trăm. Trời ơi, đẩy vô nói xấu người ta rồi này đó luôn. Sao tôi thui vậy trời? Anh coi lại. Tôi thui à? Bình hòa, giữ bình lấy nửa về.
Anh gọi em còn gì đâu? Đi gọi em à, đi gọi em hết bên mình nè. Anh xin 5 phút nữa. 5 phút nữa thôi. Quê, đông dữ trời. Đẹp quá. Để đó mọi người ơi. Không, nói thật là nơi này đẹp á. Đẹp quá. Chị Vinh đó. Chị Vinh kêu đi rồi, chị Vinh không đủ, chị Vinh đi, đủ sếp đi là phải đủ đi những cái chỗ cao sang đồ chứ dụ như là giờ đã đi rồi là phải đi những cái chỗ thì mình muốn đúng không? Đó không biết là mình muốn đi những chỗ cao sang. Được được, bữa nào đi chỗ cho ca sang nha. Đi Nhi nha. Đi Nhi à. Không. Đi nhậu thì sao ra đó được. Trời ơi, chuẩn bị mú quạt hả trời. Đừng. Đẹp á, đẹp á, đẹp đẹp á, đẹp á. Sợ. Tuyệt tác đây, đây là tuyệt tác này. Tuyệt tác trong đêm tối. Cái video này mà lên xu hướng mà lên triệu view hoặc là bây giờ anh làm TikToker, mọi người đều làm YouTuber nữa, giờ YouTuber hết thời là phải làm TikToker. Đương nhiên anh sẽ link qua chứ, qua lại TikTok là mình làm nhìn nó biết cái tít mình thôi, kéo tít quảng cáo thôi. Còn cái mình khi họ biết mình phải vào cái gì á, họ vào cái kho gì đó được kho mình chứ, đúng không? Thì phải vào chắc là nhờ anh Quốc phải cắt đoạn sau này, đoạn này nói toàn là chuyện học trường. Người anh Quốc nói với mình là nếu mà cái video lên kênh này mà lên được 1 triệu view hoặc 2 triệu view là anh Quốc mời tất cả những người mà coi video này. 100 view thôi. Nói chung là nói chung anh Quốc bán con thôi. Anh Quốc bán con mà anh Khoa bờ cờ cũng cũng chuyển nhượng luôn. Anh Quốc kêu là bây giờ mình lên được 100.000 view, 100.000 view thì anh Quốc sẽ dắt tất cả những người mà coi video này đi ngồi bờ kè, đúng không? Ủa gì vậy? Sập bờ kè luôn. Gương mặt đi, gương mặt đi. Không, anh Quốc. Ủa gì vậy? Anh Quốc sẽ chụp một cái hình gửi tất cả các bạn. Chạy dẫn mình về Bình Thuận đi chơi. Bao ăn, bao ở. Bao ăn, nghe bao ở. À, anh Quốc có quyền cái villa Bình Thuận. Hôm Tây à. Hôm Tây quyền mấy xào ruộng. Nhà thì cũng thấy ở nhà thì cũng thấy ở ngoài ruộng không? Ghê hả? Đất không à, đồ hoài. Không, ý là đứa chồng buồn mà. Thanh Long. Đó, đúng rồi đó. Đó là Thanh Long rồi. Gọi là gì? Biết đất về trời. Bình Thuận là chuyên Thanh Long. Gọi là Thanh Long gì? Thanh Long trong cái gì? Thanh Long thôi. Trong clip này à? Thanh Long Bình Thuận. Không, vừa rồi mới rồi Thanh Long trong bì tôm, bây giờ Thanh Long trong clip này. Lần đầu tiên. Trái Thanh Long có trong bờ cờ. Trái Thanh Long có trong kênh bờ cờ. Lần đầu tiên. Nói vậy mà. Rồi đèn này. Rồi đèn vô mặt nha. Wow. Hẹn ngồi đi. À, các bạn thấy không? Đem vô chụp chảo đó, đem vô chụp. Thì... Nói là một người trẻ không nói nữa. Không, thực ra hôm nay thì mình đi quay đi quay ảnh nhưng mà cuối cùng lại gặp hai YouTuber của bờ sông. Bờ sông với Tinder. Tinder. Rủ đi ra đây review review thử bờ sông này, mình review cho các bạn xem. Em gặp ý cứ kêu là Tinder. Mặc dù trong óc mà mọi người chỉ cần có Tinder. Mọi người có con leo không? Mọi người quét đi là mọi sẽ thấy ý kiến Tinder khắp mọi nơi. Phần nào không có mọi người quét đi mọi người. Đảm bảo sẽ có. Mấy anh có coi phim Lan Quái Phượng không? Có. Yến chim xanh. Úi trời ơi, nghe giọng tên. Yến chim xanh. Yến chim xanh à? Có cái bạn đồ thôi mọi người ơi, chỉ biết là chim xanh được ở Tinder thôi. Là mọi người muốn gặp Ngọc Yến đúng không? Mọi người lên Tinder, mọi người quét đi. Mọi người cứ lướt lướt đi, mọi người sẽ thấy Ngọc Yến ở trong các quận luôn. Chỉ cần hẹn đi là Ngọc Yến sẽ gặp mọi người. Okay. Nếu mọi người like, share, nhưng mà gặp subscribe. Được thì gặp bờ cờ nha. Nói chung là cái gì cái chứ, phải gặp bờ cờ rồi, bỏ luôn Yến Tinder đi. Mọi người nhớ like, share và comment, comment cái video này nha, là Yến Tinder sẽ... Con này của ai ta? Cho một surprise. Sẽ dắt mọi người đi khắp quận Sài Gòn và cùng Nhi Nhi bờ sông. Nhi Nhi bờ sông. Từ bờ này sang bờ khác. Lết là nằm luôn. Nãy muốn nằm mà sao Nhi Nhi cho nằm phát liệt luôn trời. Em kêu là có bãi cỏ kìa. À, rồi. Chuẩn.
chúng ta đang xem trên gì đây ta? Gì như gì Tinder à? Nhìn gì Tinder. Đang mình đang xem trên kênh gì. Chu lại. Rồi. Chỉ có đời cũng nói. Chu lại. Anh đang lúc này em sẽ đánh bản quyền anh. Ủa không biết. Dạo này đó ác quá ta. Dạo này chị Ngọc nói đúng nha. Yến có vẻ hấp dẫn nha. Dễ thương. Khó lộng. À chiến có vẻ hấp dẫn nha. Hai chị vẫn còn ở trên hả? Thì chị đi về rồi. Vậy bắt gì xuống lâu nữa? Nó đang nói chuyện. Rồi các bạn biết chuyên ngành của anh này là gì rồi? Em vừa nghe gì anh trên ảnh là biết rồi các bạn rồi. Chiều chị Trinh có nói gì bộ ảnh không? Ok không? Bộ ảnh nào? Bộ ảnh diễn tập của em á. Chưa nói. Hình như là nãy anh nghe thân thoáng gì nói kêu diễn tập mà mobile phone đúng không? Mobile phone á? Diễn tập mà các tình sáng em. Mày tính giờ nói. Nãy nói nghe nói mobile phone. Ủa workshop thì là gì cho? Thiệt á. Đừng đỡ hai người đẹp ngủ trong rừng, tôi thua vậy chứ. Có bật rọi đèn flash lên chứ. Là bây giờ, bây giờ. Không, anh hiểu nó 7 rưỡi đi, 8 giờ nó mới tới. Workshop là gì? Ủa, 8 giờ là công việc. Mày dám đi trễ không? Ý là về cái gì á? Công là ông tên, của anh Quốc biết nè. Công nghệ tên cái gì? Cái gì học đi. Còn em đi chụp hình hả? Em đi chụp hình mẫu. Này coi này. Đây là một cái bộ mặt. Bộ mặt bơi xong. Còn đi làm là sao khác vậy trời. Đi làm lại ra bộ mặt khác ta. Đâu có những hôm mà em không đi chụp hình là em để nguyên mặt bọc em lên mà. Em cứ vậy nè. Nhưng mà cũng không đi làm cũng hấp dẫn nha. Mình cảm thấy mình hấp dẫn. Anh lại cứ tưởng em là anh đừng để em cười nữa, mình nhìn đi em mất cỏ. Em ở dưới nước mà anh cứ tưởng em trên núi vậy. Nhỏ đi trên núi. Còn Yến thì ở đâu ta? Đắk Lắk hả? 47, 47 Đắk Lắk. Đắk Nông. 48 đó, 47 Đắk Lắk rồi. 47 là dắt mọi người đi cưỡi voi. Còn mày là ở Đắk Nông dắt. Đắk Nông là bao nhiêu ta? Điểu à? À 4 mấy? Dạ. Đắk Nông bao nhiêu? 48. Anh chưa thấy xe bạn xe 48 nha. Cái xe 48 rồi đó. Ôi giời ơi, mình chưa thấy xe 48. Không. Không. Anh chưa bao giờ thấy. Anh thấy mình ở chỗ em mọi người bóp em đó là 77 với là 76 nhiều cũng nha. Đúng rồi. Cái 76 gọi dắt nhiều. Nhưng mà hồi giờ anh nói thẳng như như inside. Anh bình định là anh sát khuôn ngoại em á. Ừ. Đây là quá ngại. Dạ. Quá ngại không? Ngại qua chị Trinh. Ngại chị Trinh. Chị Trinh ở đâu anh chưa thấy bây giờ 48. Thành phố Quảng Ngãi. Ở đâu? Anh nghe. Đợi người chị Trinh vào trả lời cho Nhi bờ sông nha. Hello chị, em đồng hương với chị em là ở mẹ ở đâu ta? Sao? Giờ không lâu quá không về cái gì ta? Không anh coi biết lượng nhau nhiều đủ rồi kìa. Chết rồi, em ở đâu em quên tiêu của mọi người ơi. Đức Phổ. Không phải Đức Phổ, không phải Mộ Đức luôn, không phải Mộ Đức đâu. Thành phố. Không phải ở cái gì mà gần chợ chỗ ổ. Chợ gì? Chợ chỗ ổ. Châu ổ à? Dạ. Chị Trinh trả lời nha. Em ở Bình Sơn. À, Quỳnh Sơn. Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi nha mọi chị. Bình Minh, Quỳnh Sơn rồi cho chào chị Trinh nha, chị Trinh đâu chị Trinh à? Chị Trinh chào chị. Còn quê rồi em ở Quảng Bình. À, ú trời, người ta người ba quê, bốn năm quê vậy trời. Đâu, quê ngoại, quê nội mà Quảng Bình ở Phú Hòa, Phú Thủy, Quảng Bình. Đề nghị mấy người Phú Hòa, Phú Thủy vào đây subscribe kênh Yến Bờ Sông nha. Gì Bờ Sông? Phú Hòa, Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Lệ Thủy, Quảng Bình, à, vậy là gần bạn anh rồi. Không, em chỉ nhớ là em Lệ Thủy thôi. Ủa, có Phú Thủy không ta? Lệ Thủy. Chết. Lệ Thủy. Em nói chung là em ở Lệ Thủy. Nói chung là Lệ Thủy Quảng Bình. Ok. Còn hiện tại đề nghị mấy anh bạn nhà em đang định cư và sinh sống, hộ khẩu em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu. Thành phố. Thành phố Vũng tại, Tàu. Tại thành phố gần Bình Đông, ở chỗ Bình Đông. Vũng Bình nào anh? Vũng Bình Vũng Tàu vào cửa ngõ hay là ở đâu ta? Trong núi à? Em ở gần Eo Ông Từ á. Trời, xuống tàu kêu núi trời ơi. Có cái con dốc ấy ngay từ Bình Đông thẳng lên nhà bạn anh ở ngay đó. Ở trên núi tàu quá trời bùng binh luôn anh. Ê, cái bùng binh bự vô thành phố, bùng binh cái đường vô thành phố ấy. Có một cái bùng binh đi bự thì to rồi mình chạy vèo lên kia.
Nhưng mà thôi, đừng suy nghĩ nữa. Cái Bùng Binh đó xong rồi đi lên cầu đúng không? Không, cái Bùng Binh đó vô thành phố là đi tới Bùng Binh đó. Đầu tiên có ngồi tỉnh. Mà cái đó là Bùng Binh Bà Rịa. Bà Rịa, chắc Bà Rịa. Bà Rịa chưa vô Vũng Tàu đâu. Chắc chưa vô Vũng Tàu. Nhưng Vũng Tàu đó không nhỏ mà đúng không? Nhưng mà anh cũng thích ngồi uống cà phê ở dọc dậy dậy biển ấy, buổi sáng ấy, nhìn ra biển đẹp. Chiêu nghe nhạc chiêu. Về mọi người, về mọi người, về mấy giờ rồi sao? Về 10:30 em đi có phim. Tinder nói gì? Yến nè, Yến nghe sao vậy? Tinder buồn ngủ quá. Tinder giờ ai? Giờ Tinder với ai có phim à? Thấy buồn ngủ nè. Dạ không, em đi coi. Đi với người yêu. Ok. Rồi chào. Ủa, rạp Beta chứ coi. Ý là coi phim gì á? Kiến ngủ hả? Về về coi cái phim gì của Hàng hay hơn á. Nhưng mà nhỏ bạn ta nó đòi coi phim đó. Mà mặt có nhỏ đó. Rồi kịp giờ không? Giờ đi có đi kịp giờ không nè? Nhi Nhi bộ xong. Giờ kịp 10:30 coi. Ờ vậy Nhi Nhi nói sao với khán giả nè. Bờ cờ nè. Hẹn gặp lại vào các video lần sau. Bye bye mọi người. Chào Nhi Nhi nha. Mọi người nhớ thả tim subscribe cho mình. Subscribe cho kênh. Chúc mọi người ngủ ngon. Cho kênh. Cho kênh. Cho kênh bờ cờ. Bờ cờ. Bờ cờ. Rồi gì nữa nè. Bờ cờ là gì? Bờ cờ đi nào. Và Nhi Yến Yến gì? Yến Tinder. Yến Tinder nha. Nhi Nhi bờ sâu. Nhi bờ sâu nha. Bạn đây nè nè nè. Nhi nè. Đây Yến bờ kè. Một người không thể thiếu đối với chúng ta. Đó là anh. Wow. Lê. Rồi chào mừng các bạn nha. Kết thúc nha. Ok, bye.